thịt bò, Ô, thế thịt này ngon quá. vị thịt À dạ, là mình thịt phải làm là cho thịt nó mềm, thịt mềm. không không thịt nằm là thịt đấy, loài này là loài, là loài bắp này này, Vậy là mình bắp này chọn là cái bắp ngon, cho nó bắp ngon. ngon ngon à, là Ờ, nó bắp ngon. mình phải dặm Con tải này, con thịt tải là phải đẩy nó tải mềm tươi như thế mềm. này đó, chứ nếu mà con nó lại tải dở là thịt đông lạnh là nó không ngon đâu Con để con quên nha, con ăn ít bún chưa? đó. Dạ, cái Không này sao, giá bán sao ạ? 35.000 tô. 35.000 tô rồi. Ừ. Mình ăn ít hơn được không ạ? Ăn ít được Dạ, ăn thì nhiều thì giá gọi nhiều ha. ăn nhiều hoài nhiêu, nhưng mà nhỏ nhất là 25.000 Nhỏ. Lê Hiếu và Đức Anh gửi lời chào đến tất cả mọi người đang theo dõi kênh Phan Thiết Phố. Và sáng nay thì Lê Hiếu xin mời mọi người đi ăn một cái món ăn nổi tiếng ở Việt Nam mình nhưng mà cả thế giới đều biết luôn, đó là món phở bò. Và Lê Hiếu đang đứng ở địa chỉ là 56 Lê Lợi. Tại đây thì có một quán phở bò đã bán trên 30 năm và chỉ có hai ông bà bán thôi. Lê Hiếu đang đứng ở cạnh một cái ngôi nhà, đây là ngôi nhà bán phở bò trực tiếp luôn, và ngôi nhà rất là gọi là rất là cổ kính và rất là dễ thương, ở ngay cạnh gần với biển. Và bây giờ thì Lê Hiếu xin mời mọi người vào khám phá quán phở bò ở địa chỉ 56 này nha. Rồi dì cho con một tô phở bò nha. Đã làm nhá. Dạ. Thịt bò, Ô, thế thịt này ngon quá. À dạ, mình phải làm là cho thịt nó mềm, thịt mềm. không không thịt nằm là thịt đấy, loài này là loài bắp này này, Vậy là mình bắp này chọn là cái bắp ngon, cho nó bắp ngon. ngon ngon à, là Ờ, ngon. bắp mình phải dặm Con tải này, con thịt tải là phải đẩy nó. tải tươi như thế này Dạ. đó, chứ nếu mà con nó lại tải dở là thịt đông lạnh là nó không ngon đâu Con để con quên nha, con ăn ít bún chưa? đó. Dạ, cái Không này sao, giá bán sao ạ? 35.000 tô. 35.000 tô rồi. Ừ. Mình ăn ít hơn được không ạ? Ăn ít được Dạ, ăn thì nhiều thì giá gọi nhiều ha. ăn nhiều hoài nhiêu, nhưng mà nhỏ nhất là 25.000 Tôi đó. nhỏ 25.000, tôi nhỏ 25, tôi lớn 35. Dạ, Nhưng mà đầy đủ không, quá, nhìn hấp dẫn quá. nhưng mà không Cái ngon là ở cái nước dùng đúng không? được dùng Nước nước dùng là mình lèo với thịt, hầm. Dạ, với thịt thịt hai nó cái cũng đó, quan trọng đó. thịt Dạ, nó quá thịt nó phải tươi. tươi thì mềm. Ngoài thất nghiệp cơ quan giải thể là về ngoài làm nghề này thôi, Dạ, nhưng mà bán thấy được không ạ ha? là được chứ, kiếm Dạ. mắm muốn có cả ai đó Phở mà. Phở là món ăn gọi là món ăn quốc dân mà. Món ăn mà cả thế giới đều phải nhớ biết tới mà. cả thế giới đều biết phở bò Việt Nam, Dạ. phở bò Việt Nam và ăn khá Ừ, cái tô vậy nhìn hấp dẫn quá. đây. Con nghe Đó, cái mùi đó nó là mùi thơm quá xương nha. đó. Mùi quế hồi á. Thơm, trộn ngon chưa? Cái cục đó mình để ở đó luôn cho mềm hả? Thịt lột lại. Dạ. Hấp dẫn quá. Ồ, cái đó có cái bò viên nữa hả? Bò viên ngoại làm hay mua? Bà biết là lạnh, Dạ. khi mua khi làm. Dạ. Bò viên với cái chọn ngon ha. Trời ơi, hấp dẫn. Nấu nhìn truyền thống thôi. Cái kiểu này, kiểu phở này là gọi là kiểu phở gì vậy? Phở Nam Định hả? Hay là phở phở Bắc hả? Phở Bắc hay phở Nam? À, lai hả? Phở lai. Vậy mình mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ vậy ngoại? Dạ, 5 giờ rưỡi sáng hả? À, 9 giờ rưỡi sáng. Giờ này con đi là hơi trễ. Chiều là 4 giờ. Dạ, đến mấy giờ? À, dạ, tới 9 giờ rưỡi. Dạ. Vậy là mình ăn được hai cửa, chỉ có buổi trưa là ngoại nghỉ xíu. Dạ. Nào hết sớm nghỉ sớm hả? Có bữa nào ngoại nghỉ không? Có nghĩa là mệt mệt có nghỉ không? Dạ. Dạ. Bữa nay ngoại ngại lên hình, tại ngày trước ngoại lên nhiều quá. Bây giờ ngoại sợ, ngoại không dám lên nữa. Dạ. 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 À, thì ở đây có một một bà ngoại là 68 tuổi. Lại thêm một ông ngoại nữa là 72 tuổi nha. Nhưng mà tâm hồn rất là vui vẻ, nhưng mà hôm nay ngại lên hình nó không dám lên. Hai Lê Hiếu đã gọi tô phở rồi nè. Hồi nãy giờ Lê Hiếu nhìn thấy cái công đoạn mà bà ngoại chuẩn bị nó rất là ngon. Kiểu như mình nhìn thấy cái bò đó, cái sớ bò đó nó hấp dẫn và nó thu hút lắm nha. Mềm đó mọi người thấy không? Hiếu gấp lên thôi là nó đã rã ra, hồi nãy giờ nó rã ra rồi. Bà ngoại hầm rất là nhừ luôn. Đó. Còn phở ở đây thì cái hương vị của nó là cái hương vị của nãy ngoại nói là pha giữa Bắc và Nam luôn, tại vì gốc của ngoại là Nghệ An, còn cái phở này là ngoại đang bán ở Phan Thiết nên cái mùi vị nó phải pha lẫn giữa miền Nam và miền Bắc ha.
À, nãy thì bỏ thêm cái tương ớt này vào, bên cạnh thì có tương ớt để mọi người pha nha. Bỏ thêm tương ớt vào nên có vẻ như là nó sẽ hơi cay. Cái vị sao ta? Vị nó vừa nha. Để Hiếu thử lại lần nữa coi. À, thơm quá, đang sổ sổ mũi nha. Nhưng mà ăn vào á, có cái cảm giác cái mùi của quế hồi, cái mùi của thảo thảo mộc mà nấu với phở đó, nó rất là thơm. Thơm quá, cái nước dùng nó thơm quá. Nó không có mặn nha mọi người, nó nhạt 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 thôi. Rồi đây là bò bắp nè. Rồi tan chảy nha. Mình bỏ vào miệng á, nhỏ tan thôi luôn. Tay không cần nhai luôn, mà ngoại hầm rất là mềm luôn á. Cái sợi bánh phở là cái sợi sợi bún truyền thống của phở bò miền miền Nam thôi nè, sợi bún truyền thống thôi. Nhưng mà cái nước dùng là bà ngoại có pha lẫn hai miền nên thành ra cái mùi vị nó vừa lẫn Bắc và lẫn Nam, nên Hiếu thấy cũng rất là lạ đó. Hiếu là rất là thích ăn phở bò. Ngày trước gọi là cái thời mà sinh viên á, là mỗi sáng đi học đều làm một tô phở bò hết. Ở bên cạnh nhà là có, ở bên cạnh mà chỗ mà mình sinh viên mình vào Sài Gòn mình học á, là có một chỗ bán phở bò, là sáng nào cũng ăn phở bò ở đó hết. Bắp ngon quá. Cái ngon ở phở của bà rồi Hiếu nghĩ đó là cái bò này nè, nó mềm mà nó thơm nè. Và bà nói là sử dụng tái là phải sử dụng tươi, là phải sử dụng cái màu hồi nãy thấy màu nó còn rất là tươi thì cái vỏ nó mới ngọt. Ở đây Hiếu gọi bún hơi nhiều ha, nãy Hiếu gọi ít bún là được rồi, nãy bún hơi nhiều nên nhìn nó hơi ngán nè, to quá. Tô này rất là lớn luôn, tô này là 35.000, mình ăn tô nhỏ thì tầm khoảng 25.000. Có luôn một rổ rau sống nha mọi người, ăn rau sống nhiều thì bỏ vào ha. Địa chỉ đây là nhà của bà luôn hả bà? Dạ, bà sống hồi xưa là bà vào đây ba mươi mấy năm là sống ở đây, là bán ở đây luôn. Hồi xưa bà vào Dạ. Dạ. Tôi thì nghiệp quay thân lãng á, Dạ. sống rồi là học qua đó 2 năm, 2 năm sống ở đây làm việc rồi đấy, sống ở cho công ty khu nghiệp đấy, Dạ. công ty công sự thật, Rồi sau đó là năm chỉ mới có quá kể kể, Dạ, nó năm bắt đầu 90. năm năm chỉ biết một cái to mừng quá lắm. À vậy là cùng lúc với là con mới đẻ ra trên đời luôn á, là bà mở quán này rồi. Dạ. Thời là con sinh năm 91 và cùng lúc bà mở ra luôn á, người là 32, 33 năm rồi đó. Dạ. Bò nó tan luôn ha. Ở đây có thêm bò viên nữa, tái nạm viên. Rồi có cái gì khác nữa không bà? Đâu Ngầu. Cái mình dai dai sực sực đó đúng không? là vừa mờ vừa nặng. Dạ, vừa mở vừa này. Ở Phan Thiết thì cũng có nhiều quán phở khác nhau á, nhưng mà mình đến đây mình ủng hộ cho bà ngoại bán lâu đời. Tại hôm giờ có sửa nhà gì không ngoại? Dạ vậy hả, bên ngoại để luôn hả? Dạ, mà cái nhà mình đẹp quá, nhà nhìn. Dạ người ta có tiền nó xây lên được, để xây lên nó sau này nó cũng yên luôn. dạ còn nhưng mà nhà mình đẹp quá, cổ kính mà nhìn nhìn nó còn còn nói chung là nhìn cái chất hồi xưa nó đẹp quá. xây một kiến trúc mới Cái thời đó mà ngoại xây được gì là rất giàu đó nha. Dạ nó kia nó một kiến trúc mới nó xây dạ hai cái thời đó người ta thay lụp sụp là ngoại đã lên lầu rồi. Dạ. Dạ nhà này cái nhà nhà nhau đó nó còn đi vượt biển. Ừ, đúng rồi. Đi vượt biển nó thế là lên được cái nhà này, và tránh được cái nhà này, nhà này bị nhà bé đó
cảnh sát cơ động ở. Dạ, đúng rồi. Cảnh sát cơ động của thành phố ở. Dạ. Mấy ông, 11 ông mà đi vượt biển thì chị nó. Hả? Nhà còn đẹp quá trời luôn. Lê Hiếu có gọi thêm một cái phần bò viên. Đây là phần bò viên nè, chỗ ngoại nè, cái cục bò viên nó to nha. Mình gọi cắt ra nhỏ 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 nè. Rồi Lê Hiếu xin mời mọi người cùng thưởng thức bò viên với Lê Hiếu nha. Bò viên của ngoại nó vẫn mềm lắm. Chỗ ngoại hình như là ngoại chăm chút trong cái việc là thịt bò mềm và mọi thứ nó phải mềm á. Thơm, không có tiêu, không có tiêu nhiều. Mềm nhá. Rồi nãy giờ chú ăn hết thịt rồi, còn bún không mà. Toàn lựa thịt ăn không. Tại thịt bò của ngoại ngon. Lê Hiếu đã chọn cho mình một cái không gian cửa sổ nè. Từ không gian cửa sổ này ở bên ngoài mặt tiền đường nha, mọi người nhìn vào mọi người sẽ thấy một cái ngôi nhà cổ kính của bà ngoại hiện ra từ năm 91 tới giờ là bà ngoại chưa có sửa sang gì hết. Và Hiếu thích cái không gian cổ này rất là nhiều. Cộng với đó thì nếu mà ai thuộc cái gu mà ăn phở lạc lạc á, thì hợp với bà ngoại luôn. Và cái thịt của bà ngoại rất là tan trong miệng luôn nha, rất là mềm. Và nếu như mà mọi người đến đây ăn thì mọi người nhớ dặn là ít bún một tí, tại bà ngoại bán rất là nhiều. Và bây giờ thì Lê Hiếu rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Hy vọng rằng mọi người sẽ ghé đến địa chỉ là 56 Lê Lợi để ủng hộ phở của bà ngoại nha. Bây giờ thì Lê Hiếu xin chào và hẹn gặp lại ạ.